giờ ta đi đến quyến mộ cậu Năm nè cả nhà. Đi vô mộ để cho chị đi. Dạ rồi cả. Nè ôm mẹ đi. Chúng ta cùng đi theo trượng nhân của con chó xinh xắn này nhé. Chó này là giống như chó nhập ngoại vậy cô chú anh chị ơi. Không phải chó Việt Nam đâu. Chó biết nói mà anh. Biết nói mà. Chó là khôn lắm nè. Chó là khôn. Chó biết nói nha nha các bạn. Sari đi đâu Sari? Sari ăn gì chưa? Ui. Sari đi quý mộ con Năm ơi Sari. Đây tới mộ cậu Năm nè cả nhà. Đó con chó đi. À. Lát cho con chó nó ở lại với cậu thôi. Rồi đi vô biết con Năm đi. Cái gì? Đừng có rờ nó nha, coi chừng năm ngón coi chừng mắt ngón. Không, nó mới có 5 tháng tuổi à, nó hiền lắm. Liếm tay lấy lọc cái con. Trời ơi. Ăn là anh có lọc luôn rồi. Trời ơi. Chó này biết nói nha mọi người. Chó biết nói nha. Ủa nó nói gì chưa? Biết nói hả? Hỏi nó là cậu có lì không? Nó trả lời là không. Chị nói thiệt mà. Chị nói thôi. Chị nói thôi. Nó không có nói. Ở nhà đó tao nó dám nhiều. Rồi giờ anh em mình ngồi bớt xuống đây cho nó bớt đâu. Ồ, chó biết nói à. Chị nói cả nhà. Chó biết nói tiếng người. Em Sari nha. Và Sari hôm nay đến với họ con Năm nha. Chú chó biết nói tiếng người đến với họ con Năm nha cả nhà. Ba lại luôn. Chắc lại lại ba lại. Cái này nó không có biết lại nhưng mà điều nó ngoan theo cái mỗi con mỗi ngoan khác nhau vậy đó. Nhưng mà cái nón là thấy độc quyền rồi đó. Nón đẹp quá. Cái nón này là nón theo nha. Rồi sao đi vô khấn lại cậu Năm đi. Xuống lại đi. Cho mượn được không? Dạ được, dạ được. Lấy à. Cô chú anh chị nha. Biết nói tiếng người. Rồi biết nói tiếng người thì nói được. Nói cái này vậy. Đâu nói vậy. Mà tiên ơi. Nói hả? Ok. Nói tiếng người không có tiếng người luôn. Ngồi dữ vậy. Đầu nón lo trời. Cưng quá ta ơi. Gái người ta con gái nha. Gái à. Gái là quấy kìa, quấy kìa. Nói tiếng đi con. Chào mọi người đi con, chào mọi người đi. Chào cái dễ con ơi. Chào cái dễ con. Chào người ơi. Người ta chưa được 5 tháng tuổi thôi. Năm. Kinh quá. Xin thưa thầy cậu Năm cũng rất là thích chó ha. Cái chó này tên là Sori nha quý vị. Kêu chào quá chị, kêu chào mấy coi. Chào đi. Chào mấy coi. Các bạn có đồng quá cái Năm bị khớp. Dạ. Cái dạ. Người đi luôn hết chị. Dạ. Chị. Nó tiếng người này quá. Nó tiếng người được. Chị có mấy cái con có nghe chưa? Chưa. Nó tiếng hông á. Nó tiếng hông hả? Chị nói. Nó đi. Chị có mấy cái video nó nói luôn đó. Có nó nói hông. Dạ. Biết con người nó hông. Cả nhà ơi. Nó dạ. Nó nghỉ dạ. Nó quạo nó không dám nói. Nó quá hả? Vậy chị cho nó vô nó lại ông đi chị. Đúng rồi chú. Chị lại à, chị cho nó vô coi nó làm gì. Vậy cho chó nó vô đó coi nó lại không? Thôi. Chú chó cô quá coi chú ơi. Hồi nãy con mới đưa mặt quá rồi luôn. Rồi luôn. Quán được ăn rồi ngoan lắm. Đẹp lắm. Cho chó vô nó lại. Dạ. Được không? Dạ. Không, chó nếu mà nói chuyện chó lại là con chó dưới kia nó lại ba lại luôn. Là ba ẩm đi ba. Ba là nó ăn gì? Ba nó đây. Uống sữa, uống sách rồi. Dạ. Không ba, chó không ba. Sao mà nó hoạt động? Nó được bao nhiêu tuổi rồi anh? Nó được năm tháng mấy đó, năm tháng mấy. Năm tháng mấy? Chẳng nó đi uống cà phê, tôi nó đi quán nào cũng ăn, nó vô ăn buffet đó mà. Dạ. Không có. Chắc cái nhà mình cân lắm ha. Dạ. Coi biết bắt tay luôn không? Quá. Kêu bắt tay nó bắt tay rồi, cô chú anh chị ơi. Thôi ơi, giờ bắt tay gái con. Quá tuyệt vời rồi. Nói làm gì mấy chú vậy con giữ. Có cái nón, thấy cưng dữ vậy trời. Phan Kỳ Hồng Lo đang sửa sang mấy cây nhang nhé. Chị không lo anh làm chút mệt rồi nè. Bây giờ trên bàn thờ cụ cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có rất nhiều món chay nha các bạn. Chị cho nó mặc áo rồi thôi, chị không cho nó mặc quần.
Ở đây có bao nhiêu món chay chị ha? 30, bàn bên này là 30 nè. Bàn bên này 30. 3, 4, 5, 6, 6, 4, 2, 4, 2, 6, 30. 30 món, còn bên kia thì 10 món. À. Nói chung là cảm ơn tất cả khán giả đã gửi những cái mâm cơm chay, những cái mâm tô chay để cúng cho Vũ Linh. Thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều và chúc cho cả cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha, luôn đàn em cũng như là gặp được nhiều may mắn. Có được quan trọng qua. Cô chú anh chị và các bạn, bữa nay là ngày chủ nhật, cô chú anh chị đến rất là đông nhé. Chào chị Hảo. À, chị Hảo là một fan hâm mộ của cô nghệ sĩ Vũ Linh đó các bạn. Vâng, đó là trên phần mộ của cô nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Trên phần mộ của chú thì lúc nào cũng có hoa tươi, lúc nào cũng có nhang đèn, lúc nào cũng có những món ăn nhé. Hình như 50 món anh. 50 món hả? Dạ. Và bên này là hình như là 10 món, 15 món gì đó. À, hôm nay rất là đặc biệt nhé, có chè, có kem, kem gì? Kem sầu riêng nhé các bạn, kem sầu riêng rất là ngon luôn. Kem hay xôi? Xôi, xôi sầu riêng nhé, rất là ngon luôn. Anh ăn kem chẳng nóng không? Chị này đang chụp bên ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.